Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đàm phán không thành công, SpaceX của Mỹ ngừng hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 29 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin, SpaceX của Mỹ ngừng đàm phán với Việt Nam về Starlink. Theo đó, kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông qua các vệ tinh Starlink của hãng SpaceX Hoa Kỳ cho Việt Nam đã bị ngừng lại. Đồng thời, SpaceX cũng ngừng hỗ trợ cho các thiết bị bay không người lái của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. AFA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế, loan tin độc quyền, vào ngày 29 tháng 2, dẫn ba nguồn tin thông thạo về đàm phán giữa hai phía về kế hoạch vừa nêu. Một nguồn từ khu vực tư và hai nguồn từ cơ quan nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cả ba nguồn đều từ chối nêu danh vì thông tin chưa được công khai. AFP cho biết, một viên chức Việt Nam xác nhận đại diện SpaceX và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam từng có những cuộc gặp ít nhất từ giữa năm ngoái cho đến tháng 11 năm 2023. Nhiều đại diện SpaceX cũng tham gia phái đoàn danh giới Hoa Kỳ Đông đảo đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2023. Và đây là hình bản tin trên AFA. Nguồn tin này cho biết, những cuộc thảo luận giữa đại diện tập đoàn SpaceX của Elon Musk và cơ quan chức năng Việt Nam bị gián đoạn vào quý tư năm 2023, khi mà các đại biểu quốc hội Việt Nam không nói lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho SpaceX. Theo FA, tập đoàn này muốn được là trường hợp ngoại lệ bởi luật Việt Nam khống chế giới hạn tỷ lệ cổ phần kiểm soát 50% đối với phía nước ngoài trong các công ty viễn thông có cơ sở hạ tầng mạng. Tuy vậy, Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 khi thông qua luật Viễn thông sửa đổi đã không thay đổi điều khoản này. Dự thảo nghị định thi hành luật này đưa ra trong tháng 2 năm 2024 quy định thêm những yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đặt văn phòng ở Việt Nam và kiểm soát lưu thông dữ liệu. AFA cũng cho biết gián đoạn dẫn đến việc ngừng các dịch vụ thí điểm hỗ trợ của tập đoàn này cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Dù không được loan tải trước đó, nhưng nguồn tin cho biết đó là việc SpaceX dùng vệ tinh để hướng dẫn các thiết bị bay không người lái của Việt Nam tại biển Đông và vịnh Thái Lan. Tin cũng nói SpaceX còn thảo luận với phía Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ công nghệ cho các tiền đồn quân sự. Các nguồn tin đều không rõ khi nào thì đàm phán giữa hai phía được nối lại. Và đây là hình tên lửa Falcon 9 của hãng SpaceX được phóng từ bệ phóng 39A ở trung tâm vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, bang Florida tại Mỹ. Việc Việt Nam từ chối nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của SpaceX là điều dễ hiểu, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam có việc kiểm soát thông tin là điều mang tính sống còn của chế độ. Nếu để SpaceX nắm giữ trên 50% cổ phần thì làm sao Đảng còn có thể thao túng SpaceX như họ đã làm với Facebook, Google, YouTube tại Việt Nam. Làm sao họ còn có thể tùy tiện bóp truyền thông, hạn chế tương tác, đặt tường lửa như từ trước đến nay họ vẫn làm? Một khi người dân được tự do tiếp cận các nguồn thông tin đa chiều thì làm sao Đảng Cộng sản còn có thể dễ dàng thao túng người dân, dễ dàng khiến dân tin theo? Tuy rằng Đảng có công cụ bạo lực cách mạng trong tay, có thể khiến người dân sợ hãi nhất thời, nhưng sự bất mãn, sự phản kháng sẽ âm ỉ trong lòng dân chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng phát. Và tất nhiên, đảng hiểu điều đó. Vậy nên, Elamus à, ông sẽ không có cửa để đàm phán đâu. Hoặc ông chấp nhận điều kiện của Việt Nam, hoặc là ông biến. Sẽ không có sự nhượng bộ nào từ đảng và chính quyền Việt Nam đâu. AFA cho biết thêm, vào tháng qua, một bài bình luận trên các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc cho rằng việc kết nối dịch vụ Starlink là mối đe dọa nghiêm trọng cho tài sản an ninh không gian của nhiều nước. Người Việt không rõ Stalin sẽ đe dọa Việt Nam như thế nào, nhưng người Việt luôn khắc ghi những mối hiểm họa từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Đàm phán không thành công, SpaceX của Mỹ ngừng hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hộ chiếu Việt Nam tục hạn và người giàu tìm cách mua quốc tịch thứ hai. Ngày 28 tháng 2, BBC Tiếng Việt có bài Hộ chiếu Việt Nam gần cuối bản Đông Nam Á, nhiều người tạo quốc tịch thứ hai. BBC dẫn bản xếp hạng quyền lực hộ chiếu năm 2024 của công ty chuyên đầu tư về di cư Henley Partner. Theo đó, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 92 trên 199 quốc gia, tụt năm hạng so với năm 2023. Xét trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu của Việt Nam chỉ quyền lực hơn mỗi Lào và Myanmar. BBC dẫn lời đại diện công ty Henley Partner cho biết, chỉ số hộ chiếu Henley dựa trên nguyên tắc rất đơn giản là xếp hạng 199 hộ chiếu trên thế giới theo số lượng điểm đến tổng cộng 227 điểm đến trên toàn thế giới mà công dân của nước đó hoặc vùng lãnh thổ đó có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết công ty Henley Partner ghi nhận số lượng khách hàng là công dân Việt Nam nộp đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch tăng đột biến và Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu về số người đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch thông qua công ty này. Tính tới thời điểm hiện tại, trong khu vực Đông Nam Á, khách hàng Việt Nam chiếm 25% khách hàng của công ty. Tiết lộ từ phía công ty Henley Partner cho thấy, hầu hết khách hàng Việt Nam đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch là những người sinh sống ở Hà Nội và Sài Gòn. Đa số họ là những chủ sở hữu doanh nghiệp trong các ngành như dệt, may mặc, ô tô, bất động sản, tài chính công nghệ và những người kinh doanh tiền điện tử. BBC đề cập đến một tài liệu từ bài điều tra của đài Al Jazeera Qatar phản ánh việc hàng chục quan chức cấp cao và gia đình họ đã mua cái gọi là hộ chiếu vàng của SIP từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019. Và đây là hình hộ chiếu Việt Nam xếp gần chót trong các nước Đông Nam Á. Việt Nam có 26 cá nhân xuất hiện trong hồ sơ này, trong đó có vợ chồng đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc và vợ chồng ông Phạm Nhật Vũ, người tại thời điểm đó đang thụ án tù 3 năm, vì tội đưa hối lộ trong vụ án mobile phone của avg theo ghi nhận của bbc dù không một cơ quan ngoại giao nước ngoài nào công khai nói họ e ngại hộ chiếu việt nam nhưng các thông tin trên mạng xã hội mô tả bức tranh thường xảy ra ở các cửa khẩu eu anh mỹ là người mang hộ chiếu việt nam bị rà soát kỹ hơn kể cả khi có visa bbc nhắc lại việc đức và sau đó là một số nước khác như tây ban nha cộng hòa z dừng cấp thị thực đối với những người Việt Nam. Mang hộ chiếu không có nơi sinh hồi đầu tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó, BBC cũng nhắc đến một số vụ nhập cư lậu gây chấn động như vụ 39 người Việt chết trong container tại Anh vào tháng 10 năm 2019 hay vụ 9 người trong đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ trốn tại Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2018, làm cho vấn đề đi lại của người Việt Nam vào các quốc gia phát triển càng bị chú ý. Và đây là hình xếp hạng hộ chiếu Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2024. Mặt khác, vấn đề thực tập sinh Việt Nam bỏ trốn ở Nhật cũng dấy lên những lo ngại. Theo BBC, theo bản xếp hạng toàn cầu năm 2024 vừa được công bố trong tháng 2, 6 cuốn hộ chiếu mạnh nhất cùng chia sẻ vị trí số 1 là Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha với 194 điểm đến được miễn visa hoặc chỉ cần xin visa ở cửa khẩu. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi Henley Passport Index bắt đầu công bố bản xếp hạng thứ 19 năm trước. Vẫn theo BBC, Nga liên tục tụt hạng kể từ khi xâm lược Ukraine, năm nay đứng vị trí 53. Các nước chốt bản là những quốc gia đang có xung đột chính trị như Pakistan, Somalia, Iraq, Afghanistan và Syria. BBC cho biết thêm, chỉ số hộ chiếu toàn cầu năm 2024 của Henley Partners bao gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm đến. Theo Henley, việc đánh giá xếp hạng hộ chiếu dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Cứ mỗi điểm đến được miễn visa, hộ chiếu quốc gia đó sẽ được cộng thêm một điểm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hộ chiếu Việt Nam tục hạng và người giàu tìm cách mua quốc tịch thứ hai xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Bộ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.